bị mỉa mai vì diện bikini táo bạo, Bảo Thi bức xúc, chứ không lẽ mặc pyjama. Bộ bikini một mảnh khoét sâu phần hông đã khiến Bảo Thi vô tình nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Sau một thời gian tạm lui về ở ẩn để sinh con, Bảo Thi bắt đầu rục rịch trở lại làng giải trí. Người đẹp thường xuyên xuất hiện tại một số sự kiện, chương trình và nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ phía khán giả. Mới đây trên trang cá nhân, Bảo Thi đã chiêu đãi người hâm mộ khoảnh khắc diện bikini đầy nóng bỏng. Tuy nhiên việc nữ ca sĩ ăn vận táo bạo lại vô tình nhận về ý kiến trái chiều từ một bộ phận khán giả. Trong khung hình, dễ dàng nhận thấy Bảo Thi đã lựa chọn bikini một mảnh 2 giây và khoét sâu ở phần hông. Nhờ thiết kế này đường cong cơ thể của người đẹp đã được phô trọn triệt để. Tuy nhiên lại có khán giả cho rằng nữ ca sĩ ăn vận có phần phản cảm, không phù hợp với hình tượng cô theo đuổi bấy lâu nay. Đứng trước những ý kiến trên, Bảo Thi không giấu khỏi sự bức xúc, và vì đang ở biển và chụp ảnh trong bồn tắm thì phải mặc đồ tắm, chứ không lẽ mặc pyjama à cả nhà ơi. Sau khi nhóc tì trở nên cứng cáp hơn, Bảo Thi thường xuyên đi du lịch ở nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng. Trước đó cô nàng từng phải trải qua quá trình giảm cân đầy khắt khe để lấy lại vóc dáng thon gọn. Sau khi trở về thân hình như thời con gái, nữ ca sĩ bắt đầu trở nên táo bạo hơn và tự tin diện những bộ bikini đầy gợi cảm. Hiện tại ở dưới phần bình luận bài viết của Bảo Thi, cư dân mạng vẫn đang không ngừng đưa ra những ý kiến khác nhau.